thứ sáu sau Chúa Nhật 34 thường niên. Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Anh em hãy xem cây vả, cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em cũng vậy. Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần thầy bảo thật anh em thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra trời đất sẽ qua đi nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu kính thưa cộng đoàn người do thái khi nhìn cây vả đâm chồi nảy lộc thì biết mùa hè sắp đến rồi nó sẽ ra hoa và kết trái cứ nhìn tình trạng hiện tại của cây cối, người ta biết được điều gì sắp xảy đến. Trước ngày Thiên Chúa đến viếng thăm dân Ngài, cũng có những dấu chỉ ở trên trời, dưới đất hay ngoài biển khơi. Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cho các môn đệ biết để tỉnh thức. Ngài nói: Anh em hãy xem cây vả, cũng như tất cả những cây khác, khi nhìn cây đâm chồi anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi khi thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết là triều đại thiên chúa đã đến gần vì thế lời chúa luôn mời gọi người tiến hữu khi nhìn những biến cố và sự kiện xảy ra trong đời sống biết suy nghĩ và nhận ra dấu chỉ của thiên chúa để chuẩn bị cho ngày gặp gỡ ngài người nào tin và thi hành lời chúa thì ngày gặp gỡ thiên chúa sẽ là ngày hồng ân cứu độ ngược lại những ai không đón nhận và không sống lời chúa thì đó là ngày tai họa thưa cộng đoàn thiên chúa thường nói với chúng ta qua hai cách qua lời Chúa trong Thánh Kinh hoặc qua các biến cố xảy ra trong đời sống thường ngày. Điều quan trọng là chúng ta phải quan tâm để nhận ra lời nhắn nhủ của Chúa. Người tín hiểu thường dễ nhận ra Thánh Kinh là lời Chúa, là giáo huấn của Chúa, mà ít khi nào nhận ra các biến cố trong cuộc sống và dấu chỉ thời đại cũng là lời chúa là thân ý chúa nói cách khác chúng ta ít khi nghe được tiếng nói của chúa qua các tạo vật qua niềm vui nỗi buồn và qua cả những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta để có thể nhận ra tiếng thiên chúa qua các biến cố và dấu chỉ thời đại người tiến hữu cần phải có thái độ lắng nghe và yêu mến. Chúng ta biết rõ ý nghĩa của cuộc đời, nhưng cũng cần phải chăm chú lắng nghe để nhận ra Thánh Ý Chúa trong từng giây phút và mọi biến cố của cuộc sống. Hơn nữa, lời của Chúa cũng là tiếng gọi của tình yêu, nên chỉ những ai yêu mến Thiên Chúa thật sự thì mới có thể nhận ra tiếng nói của ngài khi nhìn vào vũ trụ vạn vật bao la và kỳ vĩ con người được mời gọi phải nhận ra sự hiện diện đầy quyền năng và tình yêu của thiên chúa xin cho mỗi người chúng ta luôn mở lòng nhận biết thiên chúa để lắng nghe lời ngài đồng thời cũng luôn sống yêu thương hầu lời Chúa hoán cải và biến đổi tâm hồn chúng ta. Thiên Chúa luôn đồng hành và liên đới với mỗi gia đình trong từng biến cố vui buồn, sướng khổ của cuộc sống. Xin cho mỗi thành viên trong gia đình sống thật lòng với nhau, yêu thương và phục vụ nhau. Đồng thời, nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện trong mỗi người để cùng trở thành chứng tá cho tình yêu của Thiên Chúa. AMEN